Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên bàn bạc với ông Môi-se rằng: Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn giúp và chúng tôi phải chết khát như vậy? Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng: Con sẽ phải làm gì cho dân này? Ngươi còn một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chúa liền phán bảo Môi-se: Ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng và dẫn các bạn tìm bảo Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân chúng. Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bạn thì bảo Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà thành: Chúa có ở với chúng tôi